Singapore. Xin trân trọng giới thiệu ông Hoàng Ngọc Tú, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Xây dựng Delta. Xin trân trọng giới thiệu ông Phan Giang Sơn, Trưởng ban Quản lý dự án. Xin trân trọng giới thiệu bà Lâm Thị Bích Ngọc, Giám đốc Kinh doanh. Xin kính mời quý vị cùng bước lên sân khấu để chúng ta thực hiện nghi lễ quan trọng của buổi lễ khởi công ngày hôm nay. Chúng tôi đếm ngược để đánh dấu thời khắc quan trọng trong buổi lễ khởi công dự án ngày hôm nay ạ. 3, 2, 1, bắt đầu! Những tiếng chuông reo báo hiệu dự án căn hộ Sentosa Sky Park đã chính thức được khởi công. Chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật lớn.